Hello Hello, everyone. teacher. Hi guys, nice to see you today. Hello, Hi. teacher. Hello everyone. Yes, hi guys. Hello, teacher. Hello everyone. Have you guys done this? It was the homework, right? Yeah. It was your homework. Is it difficult? Yeah. Hello guys. Is it difficult, this one? This was your homework, right? Was it difficult? Hello, I'm new here. Oh, really? Hello, Fulan. Nice to see you. You're a new student. Yeah, I know, right? Because there are some facts about animals, right? Even I don't know all of those things. Can I let you give facts? Nếu mà bạn nào tình cờ biết thì có thể biết những cái facts này đúng không, nhưng mà cũng rất là khó. Và đây là hôm nay cô mới phát cho mọi người xem. Hello guys. Wow, we have a lot of new students today. We have Quy Hoàng. Quy Hoàng and who? Quy Hoàng and I just saw someone new. And Phương Anh, yeah. Hello guys. Yes, hello Phương Anh. Yeah, sometimes there will be new friends right in our class. Hey guys, nice to see you today. Are you guys in the group? Are you guys in the Zalo group? Hello. Hi, I'm fine. Thank you so much. I'm fine. Let's wait a little bit for your friends, okay? Let's wait for your friends. Hello guys. Hello Nam. Hello. Hello guys. There are some new students today, right? So I will send you guys the link of the Zalo group later. Okay. Wow, Master, you have a lot of legendary looking. Hello, teacher. Yeah, teacher one is busy today. He's pretty busy lately. He's pretty busy lately. But you have teacher one. Yeah, not teacher one. Yeah, you guys noticed, right? Why you have so many pocket? Really? You are very lucky. I think it's really hard to get all of the legendary. What? Do you know what is that? Hello. Hi. Hello. Legendary. Hey guys. Haunted pumpkin. Yeah, I think it's a special one for Halloween. Hello, right? Teacher. Hello guys. Hi. I think it's hello, teacher. I know from Hanoi. Yeah, a lot of you guys come from Hanoi. Oh, this is not a link right now. This is the homework. This is the homework. We're not gonna play pocket today, guys. Remember, we're not gonna play pocket today. Last time we really played pocket. Quizzy. Yeah, quizzy. Today not pocket anymore. Okay, now I think we can start. Okay, so guys, look at my screen. You guys can see my screen, right? So this was your homework. This was your homework. So there are not a lot of correct answers, right? It's kind of difficult because this is not a multiple choice. Cái này là cô cho bài này là các bạn phải tự viết, đúng không? Các bạn không có được gọi là chọn đáp án multiple choice. Bây giờ mình sẽ xem lại. Cái này nó không phải là kiến thức mà mình có thể biết được. Có thể mình sẽ biết, có thể là không. Ok, bây giờ mình sẽ cùng làm với nhau này. Ok, so you guys can write your answer in the chat box. So there are how many letter left? 1, 2, 3, 4, 5, 6 more. So it starts with the letter E. Which animal, also considered the largest land mammal in the world, cannot jump? You guys think what animal is that? Maybe some of you know the answers, right? Yeah, write in the chat box for me.
Yes. Good job, guys. Wow, you guys have a lot of correct answers for this one. Yes. Well done. Good job, guys. It's elephant. Well done. It is elephant. Good job. And you guys know mammal? Do you guys know mammal? Mammal nghĩa là động vật có vú. Uh-huh. Và land có nghĩa là ở trên đất liền. Đó có nghĩa là nó không có sống ở dưới biển. Nó sống ở trên đất liền. Cannot jump. Như vậy là mình sẽ biết là gì? And elephants cannot jump. You guys know one more fact. Elephants cannot jump. And it is also the largest land mammal in the world. Nói các bạn thấy con voi nó cũng không phải là quá to đúng không? Nhưng mà thực chất nó là largest land mammal. Nó là con động vật có vú to nhất ở trên đất liền. In the world. Okay? Yes. Well done. It's elephant. Good job, everyone. This one is so easy. Yeah, but whale is not land mammal. Okay, Maxa? It's not a land mammal. Land. Ở trên đất liền. Cho nên là cái này bởi vậy nên con không có tính whale đó. Yeah, this one is easy, right? What is the tallest animal? I think this one is very easy. And maybe a lot of you have the correct answers, right? Good job, everyone. You have the correct answer. G. Yeah. Remember, double F, okay? Double F. Double F. Mm-hmm. Not one F, but double F. Yeah, giraffe is the tallest animal. Well done. Good job, everyone. Okay, which bird, like chim, which bird is considered to be the largest bird in the world? Do you guys know this one? A kind of bird. A kind of bird. It starts with the letter. Yes, good job. Well done. Well done. Yes, everyone. Yeah, you guys know the answer now. Đúng rồi, good job. Yeah, ostrich. Tell me, what is ostrich in Vietnamese? What is ostrich in Vietnamese, guys? Ostrich. It is ostrich. Yes, well done. Good job. Đúng rồi. Well done. You guys are very good at this. Ostrich. Đúng rồi, ostrich là con đà điểu nha mọi người. Con đà điểu. Mm-hmm. Well done, guys. It's a kind of bird. Cái con đấy nó cũng là một loài chim đó. Okay, nó cũng là một loài chim đó. Và ostrich thì người ta sẽ thường nói về đà điểu châu Phi. Okay, you can call them ostriches. Mm-hmm. Good job, everyone. Well done. So you guys know a lot of answers. You guys know the answers a lot. But you guys, when you guys done this one, it's kind of hard, right? Yeah, this one, right? You guys know this one. The largest mammal in the ocean. Blue what? Blue. Yeah, blue whale. Good job, Hue. Whale. W-H-A-I-L. I don't think that is the correct word. W-H-A-L-E. Yes. Good job, guys. Blue whale. Cá voi xanh thì nó là cái con động vật có vú lớn nhất ở dưới đại dương, đúng không? Yes. It's blue whale, guys. Good job. Well done. Well done, everyone. Fattest. The fattest animal on earth. Which one? It starts with the letter C. Wow. You guys are very good. I think you guys know the answers a lot. Good job, everyone. What is that animal in Vietnamese? What is that animal in Vietnamese? How can you call a cheetah? Good job. Yes. Yes, well done, everyone. Is it a cheetah? Good job. It's a cheetah. Yeah, that animal is very fast. Okay. Con cheetah, nó chạy rất là nhanh. Cheetah, con báo, nó chạy rất là nhanh. Very fast. Is even faster than the lions or maybe the tigers. Is the fastest. Okay. Good job, guys. Well done. Next one. You guys know dove? Dove is a kind of bird. Dove is considered to be the symbol of. Khi mà con nhắc tới cái con này thì nó là cái biểu tượng của cái gì? Biểu tượng của cái gì? It's the symbol of what? Yes, good job, guys. Wow, you guys are very good. Yeah, good job. Yeah, it's peace. Đúng rồi. So what is a dove in Vietnamese? What is a dove in Vietnamese, guys? What is a dove in Vietnamese? You guys know the answers. Okay, good job, everyone. Well done. Okay. Now I will invite some of your friends. Okay. I will invite some of the friends.
Okay, let's invite, who know this one? Can raise your hand, okay? If you guys know the answer. Okay, let's invite, go my hand, nè, Hoàng Hàn, please. How many legs does a spider have? How many legs does a spider have? Do you know the answer? Ah, you know, do you know a spider? What is a spider in Vietnamese, Hàn? A spider? A spider là con gì, Hàn biết không? A spider? Nhện. Đúng rồi, con nhện. Như vậy legs có nghĩa là gì, Hàn? Legs, cô đang hỏi là bao nhiêu cái gì? Con nhện nó có bao nhiêu cái gì? Legs. Legs là cái bộ phận gì? Cái bộ phận gì? Trên cơ thể của một con vật hay là con người thì legs là cái bộ phận gì? How many legs? Như vậy là con thấy con nhện nó có cái rất là nhiều cái gì mà người ta hay hỏi đó. Hàn biết không? Chân. Đúng rồi, how many? So how many? What is the number? 8. In English, please. In English? 8. Yes, 8. Good job, Hàn. Well done. Correct answer. Good job. Okay, well done. Next one. Do you know this one? Who know this one? Please raise your hand in front of the camera, okay? Who know this one? Các bạn nào biết câu này không? Oh, you know? Hi Nam, you know this one? Do you know this one? Oh, you don't know? Who know this one? Các bạn nào biết câu này không? Phúc Nguyên, do you know this one? What is the answer? Can you tell your friends? If the ship's head is in its head. Wow, yes, good job. It's in his head. Yes, good job, correct answer. Where's a shrimp's heart? You guys know a heart? Heart, heart, heart. You guys know a heart, right? Heart là trái tim nè. Như vậy trái tim của con gì? Shrimp. Shrimp. Con tôm á. Trái tim của con tôm thì nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ở in the head. Nó nằm ở trong đầu của nó. Như vậy là con vật, mỗi con vật thì nó sẽ có cấu tạo khác nhau đúng không? Ví dụ như tim của mình thì nằm ở chỗ khác. Nhưng mà tim con tôm thì nó nằm ở trên đầu. Nằm trong cái phần đầu của nó là cái trái tim đó. Okay, good job, well done. Yeah, what about this one? You guys know the answer? Okay, Hàng Giang, can you tell me what is the answer? Which animal has 3 hearts? Octopus. Octopus, well done. Thank you so much. Yeah, it's octopus, guys. Như vậy là mình đã biết thêm, nếu mà bạn nào chưa biết cái fact này thì các bạn có thể nhớ này. Như vậy là con octopus là có tới bao nhiêu? 3 hearts. What is an octopus in Vietnamese, Giang? What is an octopus in Vietnamese? Oh, let me turn on. Yeah, octopus is a bạch tuộc. Yeah, okay, good job. Yeah, your friends just told you guys. Đó là con bạch tuộc, đúng rồi. Good job. Well done, everybody. Good job. Next one. Ah, do you guys know this one? What is the color of a giraffe's tongue? Ah, I can see Anh Duy raise your hand. Please tell me what color is it? What color is a giraffe's tongue? It's black. Ah, yes, it's black. If you guys, see some pictures, very funny pictures of a giraffe. Ah, nếu mà các bạn xem mấy cái bức hình mà con giraffe nó thè lưỡi ra, các bạn có thể là các bạn sẽ nhớ được cái hình, có những cái hình nó rất là nổi tiếng, cô nhớ nó cũng nổi tiếng lắm. Thì con bạch tuộc nó thè, giraffe nó thè lưỡi ra, cái lưỡi của nó có màu đen. It's black. Okay, well done. It's black. Good job. Good job, everyone. Next one. Okay, wait me. Đợi cô một xíu nha. Đợi cô bấm qua nha. Okay. Which big cat has the loudest roar out of all of the big cats? So what animal is it? You guys know the animals? Who know the answer? Oh, I can see Hien Lu, you raised your hand. Tell me what kind of big cat has the loudest roar? What animal? What animal? It's lion. It's lion? Mm-hmm. Let's see. Is it lion?
It's lion. Well done. Thank you so much. It is lion. Như vậy là lion, thì ra các bạn thấy nó cũng là thuộc một loài mèo đúng không? Và nó là big cat. Và nó có loudest roar. You guys know roar? Roar. Tiếng gầm gừ, cái tiếng gầm của nó là to nhất trong số tất cả các loại mèo. Nó cũng là một giống của loài mèo đó. So it is the lion. Okay, good job. Thank you so much. Which animal dies after giving birth? You guys know giving birth? Sau khi cái con này là nó sẽ chết ngay lập tức luôn, ngay sau khi mà nó đẻ xong. Nó đẻ xong thì nó sẽ chết. What animal is that? You guys know the answer? Who knows the answer? Okay, you guys can raise your hand. Các bạn nào biết nữa không? Besides some of the friends that I just called, who knows the answer? Please raise your hand in front of the screen so that I can see you. Để cô kiếm các bạn nào biết nữa không? Who know the answer? Bang, you know the answer, right? Ostrich. Ostrich, are you sure? Let me see. Is it ostrich? A-T-R-I-H. Yeah, it's the same letter. But let's see, is it ostrich? It's not ostrich. What animal is it? Bang, tell me. What animal? Octopus. Yeah, octopus. It's not ostrich, okay? But well done. Good job. Well done. Yeah, it's an octopus, guy. It's octopus. Như vậy là con bạch tuộc, các bạn đã biết thêm một cái fact gì? Bạch tuộc sau khi mà nó đẻ xong thì nó sẽ chết. It dies after giving birth. Now, the last one. Which is the slowest animal on earth? I think this one is easy, right? I think this one is quite easy. Some of you might think it's the turtle, right? But actually, it's not the turtle. The turtle is not the slowest. So what animal is it? If you guys watch Pokemon, you guys will know this one. If you guys watch Pokemon, you guys will know this animal. What animal is it? It starts with the letter S. It's the slowest animal on earth. Who knows the answer? Please raise your hand in front of the camera. Các bạn nào, ngoài những bạn hồi nãy cô kêu, biết đáp án không? Who know the answer? If you guys don't know the answer, let me invite your friends. Okay, let me invite your friends. What about new students? Okay, I will invite one new student. Huy Hoàng, con biết đáp án không? Con có guess ra được câu này không? Hoàng thì chưa có làm bài tập này đúng không? Bởi vì Hoàng mới học ngày đầu tiên thôi. Can you turn on your mic? Hoàng có mở micro được không? Con bấm vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute. Hoàng thấy không? Hoàng thấy cái nút màu xanh có cái chữ unmute không? Đây, cô bấm lại cho Hoàng nè. Can you see that button? Hoàng nhìn thấy cái nút đấy chưa? Nguyễn Huy Hoàng nè, con nhìn thấy nút màu xanh có chữ unmute chưa? Thấy rồi cô. Yeah, okay, can you guess? Do you know what is the answer? Con có đoán ra được câu trả lời không? Bài này là con chưa làm bởi vì đây là homework của các bạn vào ngày trước. Như vậy Hoàng có đoán ra được không? Which is the slowest? Chậm nhất theo con thì con gì là cái con mà chậm nhất trên thế giới này luôn? Là con nào mà nó chậm nhất? Ocean. Maybe right. Yeah, nếu mà theo như cái đáp án ở đây thì có thể là Hoàng đúng nè, nhưng mà mình coi đáp án thử coi có phải là ocean không. What is ocean in English? Nếu mà ocean trong tiếng Anh là gì Hoàng biết không? Ocean trong tiếng Anh là gì Hoàng biết không nè? It is also an animal that starts with the letter S. Thực ra thì ocean nó cũng có thể điền vào trong đây được luôn nè. If you guys don't know, let's ask your friends. Okay, do you guys know the answer for your friends? Ocean trong tiếng Anh các con gọi là gì? Chưa có học nữa. Okay. It's snail. Yeah, nhiều bạn có đáp án đúng rồi nè, đúng rồi. It's snail, but is it a snail? Is it a snail, guys? But it's not a snail. Thực ra thì cái snail nghe cũng đúng không? Nhưng mà thực tế nó chưa phải là cái con mà chậm nhất, mà cái con này mới là con chậm nhất nè. This is a sloth. Okay, đâu Hoàng đọc lại cho cô nè. Sloth. Sloth. Can you read again the word? Hãy giúp cô đọc lại cho cô nghe cái từ đấy nè. Sloth. Sloth.
Hằng có thể đọc lại cho cô cái từ cô vừa nói được không? Sloth. Can you read again? Sloth. Sloth. Đúng rồi. Good job. Well done. Yeah. Con này là cái con gọi là người ta cái tên của nó. Con nghe là con thấy là nó chậm luôn. Nó tên là lười. Con lười. Okay. Nó tên là con lười. Ok. Good job everyone. Well done. Như vậy là cô thấy là các bạn làm rất là tốt này đúng không? Các bạn làm cũng rất là tốt này. Nhưng mà trong cái lần làm thì các bạn chắc là làm lần đầu tiên hơi khó, chưa nghĩ ra đúng không? Cho nên là mình chưa có đoạn đúng nhiều à, nhưng mà hôm nay là các bạn biết đáp án rất là nhiều rồi đó. Well done guys, good job. So now let's come back to our lessons. Okay, let's come back to our lesson. Then we're gonna play quizzes. Today we're gonna start a new unit. Is it, what time is it? Oh, it's just 20. Mới có 20 thôi. Okay, so let's review a little bit about the topic sentence. You guys remember topic sentence? You guys remember? Now, you guys can see this is the title. Các bạn còn nhớ title với topic sentence không? Title là cái tựa đề của cái bài đọc, đúng không? Còn cái topic sentence is the first sentence of the paragraph. In each paragraph, you can see the first sentence, and that first sentence is the topic sentence, câu chủ đề. Lúc nào thì người ta cũng hay viết câu chủ đề ở đầu tiên, để mà người ta biết được à cái bạn này đang nói về cái gì. Okay, so now you guys going to read the titles and the topic sentences from 1 to 5 and from A to E. Then you guys gonna tell me what is the topic sentence for number 1 to number 5. Okay, I will invite some friends to tell me the answers. Okay, I think you guys can do this one. Now, Song Ang, please tell me what is the answer for number 1. I choose E. Okay, can you read the title and the topic sentence? First, what is the title for number 1? Day at the zoo. Okay, and what is the topic sentence? When I go to the zoo, I spend the whole day there. Okay, again, I spend the whole day there. Whole day there. Whole day there. Yeah, khi mà tôi đến sở thú thì tôi dành cả một ngày. Whole day có nghĩa là cả một ngày ở đó luôn. Nếu mà khi mà được đến sở thú đó. So is it the correct answer? Let's see. Is it 1E? Yes, it's 1E. Well done, good job. And what about you, Khánh Nam? Tell me number 2. What is the answer for number 2? I think it's D. D? Okay, can you read the title and the topic sentence? My mother's job. And what is the topic sentence? My mother is a chef at an Italian restaurant. Yes, well done. So is it the correct answer? Is it 2D? It is 2D. Well done. Okay. Can you translate this sentence into Vietnamese for your friend? My mother. Mẹ của tôi là bé ở nhà hàng ở Ý ạ. Okay, good job. Là nhà hàng Ý, có thể là không phải là nhà hàng ở Ý đâu, nhưng mà có thể là nhà hàng theo kiểu Ý á, nhà hàng mà con bán đồ Ý á thì cũng gọi là Italian restaurant, chứ cũng chưa phải chắc là nó là nhà hàng ở Ý, không cần phải ở Ý. Okay, good job. Well done, Khánh Nam. Như vậy là các bạn cũng hay có dùng cái Italian Vietnamese restaurant. Vietnamese restaurant không cần phải là nhà hàng ở Việt Nam, mà nó sẽ là nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam, hoặc là Chinese restaurant là nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc đó. Thì tụi con có nhà hàng Ý thì là nhà hàng bán đồ ăn của Ý, chứ không cần thiết nó phải là nhà hàng ở Ý. Okay, good job, well done. Now, I want to invite. Cô mời, is your name Yến or Yến? What is your name? Can you tell me? My name is Mai Trang. Ah, your name is Mai Trang. You are Mai Trang. Oh yeah, I forgot. But what is your name? Is your mother's name? Yes. Oh, so sorry. I cannot see your face clearly. I thought you're a new student. Okay. So can you read number 3? And what is your answer? My favorite class. Yes. So what is the topic? What is the topic? Topic is sentence. My favorite time of day at school is art class. It's art class. Yeah, can you translate the sentence into Vietnamese, Trang? Một ngày ở
time of day. Không phải là một ngày ở trong trường mà cái gì? My favorite time of day at school. Day là ngày ở trường, nhưng mà time of day thì Trang thì nói cho cô là một giống như là cái thời gian yêu thích nhất của con ở trường á, cái buổi, cái giờ yêu thích nhất của con ở trường á là giờ gì, giờ học môn gì Trang? Giờ học môn vẽ. Đúng rồi, môn mỹ thuật, môn vẽ. Good job, well done. Đúng rồi, good job, well done. Day at school có nghĩa là ngày đi học, người ta sẽ dịch cái này là ngày đi học. Thì my favorite time có nghĩa là cái thời gian yêu thích, cái giờ học yêu thích á. Mình hiểu ở đây là cái giờ học yêu thích ở trường của mình, đó chính là vào giờ vẽ. Ok, good job, my friend, well done. Now, I want to invite, cô mời Trần Thành Duy, please. Can you do number four? Can you do for me number four? Yes. What is the title? Tell me. You read the title. Con thấy màn hình của cô. You cannot see my screen. Can other people see my screen? Các bạn khác có nhìn thấy màn hình của cô không? Mai Trang còn thấy nè. Duy không thấy màn hình của cô à? You cannot see my screen. Nhưng mà các bạn lại thấy nè. Hay là Duy out ra vào lại thử xem. Các bạn có còn thấy nè. Cô tưởng là nãy giờ của cô không thấy màn hình chứ. Okay, guys, wait me a little bit. Các bạn đợi cô nha. Mỗi lần cô mở cái phần chat lên, nó hơi bị lắc một xíu. Okay. So if you cannot see my screen, so let me invite other friend. Okay. Okay, let me invite who? Okay, Yan Lu, can you help me? Can you help me with number four? Yes, what did you say? What did you say? Can you answer? Can you answer number four? Where are you? Where are you going? Hello. Okay, can you help me with number four? You read the title and then you read the topic sentence that you choose. Lưu giúp cô đọc cái title trước nè. Xong rồi cái con đọc cái topic sentence. Câu số 4 là... Yeah, what is the answer for number four? What is the answer for number four? Oh, after school jobs. Mm-hmm, after school jobs. Okay. So what is the answer? What letter? A, B, C, D, E? I have many jobs today. C. It's C. Oh. Okay, it's C. Okay, good job. It's the correct answer. I have many jobs to do at home after school. Tôi có rất là nhiều công việc phải làm ở nhà sau giờ học. Okay, good job. Well done. Is the correct answer, Lou? Congratulations. Good job. Let's invite the last friend. Okay. Cô mời Minh Khuê nè. Can you help me with number five? You read the title and then you read the topic sentence. Cô ơi, number five, cô. Yes, number five. What is the title? Read out loud the title. Our pets. Yeah, our pets. Good job. Number five, go, my sister and I have What is the answer? Our pets, my sister and I have many pets at home. Yeah, good job. Chị tôi và tôi có rất là nhiều cái gì? Huy biết không? Có rất là nhiều cái gì? Chị tôi và tôi. Nhiều con thú. Đúng rồi. Ở đây là thú cưng, đúng không? Cats có nghĩa là nhiều con thú cưng á. Ở nhà mình nuôi thì mình hay nói là thú cưng. Yes, well done. Good job, Quê. Congratulations. Good job, guys. Well done. So now we are finished with the unit 4. And now we move to unit 5. Like you guys said, like I just saw the first one. Cái slide đầu tiên á, thầy cô lỡ bỏ vào đây. This slide đấy là unit 5, sunny days, okay? Now we're gonna learn some vocabularies about the weather. I think these are kind of easy for you guys, right? I think you guys know these words, okay? Now listen and then repeat. Then I will invite one friend to read out loud the three words for me. The first one.
Snowy. 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 Ah, look at the picture and guess what kind of weather is it? Tí nữa cô mời một bạn giúp cô nói cho cô nghe nha. So the first one, snowy. Snowy. Cloudy. 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 And the last one? Sunny. Sunny. So these are kind of three basic weathers, okay? Let's see. Who can help me read again? Phương Anh, can you help me? Lê Bùi Phương Anh, yes. Read again, the first one, what is it? Snowy. Snowy, yes. Snowy là thời tiết như thế nào, Phương Anh biết không? Anh được rồi, thời tiết có tuyết đó. Đúng rồi, có tuyết, có nhiều tuyết, good job. What is the second word? Cloudy. Yeah, cloudy là thời tiết như thế nào, Phương Anh? Có nhiều mây á. Good job. Và cuối cùng? Sunny. Sunny, yes, là thời tiết như thế nào, Phương Anh? Thời tiết có là mặt trời á. Đúng rồi, nóng có mặt. Đúng rồi, mình gọi là nắng nóng đó. Tại vì có mặt trời thì lúc nào cũng có mặt trời trên trời hết, Phương Anh nhớ nha. Cho nên cái này mình không phải nói là có mặt trời mà ý của người ta nói là trời nắng nóng đó. Sunny. Mặt trời tia nắng nó rất là nắng chói chang. Ok, good job Phương Anh, well done, good job. Now the next two words, ok, cái này nó sẽ nằm giờ cô sẽ cho các bạn học sau chung với lại những cái từ về cái clothes, những cái món, những cái quần áo mà mình hay dùng trong cái những cái thời tiết khác nhau. Ok, so read the two words for me. Ok, repeat after me. Windy. 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 Look at the tree, guys. Look at the tree and guess. And the last one you have? Rainy. 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 Okay, rainy. Mm-hmm. Can Hải Bang read again the two words for me? Hải Bang, can you help me? Windy. Yeah, windy. What is windy in Vietnamese? Gió. Ah, đúng rồi, trời có nhiều gió, đúng không? Yeah, okay, and the last one? Rainy. Rainy, so what is rainy in Vietnamese? Là trời mưa. Okay, good job, Hải Bằng, thank you so much, thank you. Good job, đúng rồi, okay. Còn từ này thì các bạn sẽ để dành học sau nha. Và bây giờ cô giới thiệu thêm một số từ khác nữa. Những cái năm từ hồi nãy là rất là dễ, đúng không? Cô nghĩ là đa phần các bạn đều biết về năm cái từ đấy. Snowy, cloudy, sunny, rainy và windy. Đây là năm từ cơ bản nhất của weather. À, còn ở đây thì cô giới thiệu thêm một số từ khác nữa. Ví dụ mình có sunny. Ở đây thì nó tập trung lại những cái từ đó luôn nè. Mình có sunny. Khi mà con nói về weather thì con có thể nói với một số từ sau. Ví dụ như sunny, partly cloudy. Cloudy là tụi con sẽ hiểu là trời có mây, giống như là mây mà nó tụm lại nhiều mây á. Tụi con thấy trời mà rất là nhiều mây thì mình hay gọi là cloudy. Còn partly cloudy là tụi con sẽ thấy là mây nó kiểu như nó nằm rải rác. Nó nằm rải rác, nó nằm khắp nơi mà nó không có tụm lại thành những cái đám to. À, mình sẽ gọi là partly cloudy, ok? Còn rainy các bạn biết nè, foggy. You guys know foggy? Trời có nhiều sương mù. Sương mù, à, như vậy buổi sáng mà thường có sương mù thì mình có thể nói là the weather is foggy today. Lightning, you guys know lightning? This is the lightning. Đây là cái lightning nè. Lightning thì nó có nghĩa là sấm chớp, sấm sét đồ đó. Thì mình có cái kiểu lightning này. Ok guys, this is a new word. Có thể là nhiều bạn sẽ chưa biết từ này là hailing. Hailing. You can see the ice. The ice. Hailing này là một cái hiện tượng đã từng xảy ra cũng rất là nhiều ở Việt Nam đó. Đó là mưa đá. Hailing. Ok, mình có hailing là mưa đá. Tụi con nhớ nha. Ví dụ mưa bình thường thôi là rainy. Nhưng mà mưa đá thì mình sẽ dùng cái từ này cho cô. Hailing. Stormy. Stormy là các bạn thấy tập hợp nó để cái những cái ký hiệu nè. Tập hợp có sét, có sấm sét, có mưa rồi còn nhiều khi có mưa đá nữa. Stormy là trời có bão. Stormy. Ok. Windy, you guys know. Ngoài ra thì thay vì miêu tả về cái thời tiết, tụi con có thể nói là it's hot today, it's cold today. Ngoài ra còn rất là nhiều từ khác, cold là lạnh hơi hơi thôi. Ngoài ra ví dụ mát là mình có chữ cool, hay là mình có cái kiểu freezing, hay là mình có cái kiểu là lạnh cống, hay là có chữ icy cũng có nghĩa là lạnh cống lên á. À, hot and cold là hai cái cơ bản nhất. Và cuối cùng là snowy là các bạn cũng biết rồi nè. Thì đây cũng là một số từ cũng khá là cơ bản mà các bạn hay dùng. Ok. Phương Thảo, please read again all of the words in the picture for me. Vâng ạ.
Weather. Sunny. Good. Cloudy. Cloudy. Yes. Cloudy. Mm-hmm. Rainy. Good. Foggy. 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 Good. Lightning. Ah, lightning. Hailing. Hailing. Yeah. Stormy. Good. Windy. Mm-hmm. Hot. Cold. Cold. Yeah, cold, snowy. Đúng rồi. Snowy, đúng rồi. Thảo nhớ chú ý là cho cô cái chữ cold nè. Cold. Okay, good job. Remember, cold. Yes, well done. Okay, Hương Giang, can you read again these words? Can you read again these words? Yes, teacher. Sunny. Good. Partly. Okay, what else? Cloudy. Mm-hmm. Lightning. Lightning. Đúng rồi. Hailing. Hailing. Hot. Cold. Cold. Yes. Cold. Snowy. Yeah. Now, Hương Giang đọc lại cho cô hai từ này này nãy cô nghe không rõ lắm. Hồi nãy bên cô bị lắc, cô không nghe rõ. Stormy. Yeah, stormy. Okay, good job, Giang. Thank you so much. Thank you. Good job. Như vậy là các bạn cũng nhớ rồi. Đồng ý. Look at the picture. Okay, look at the picture. Trời nắng hay là trời như thế nào đó. Các bạn nhìn hình, các bạn có thể đoán ra được, đúng không? Ngoài ra thì ví dụ người ta hay hỏi thời tiết thì tụi con sẽ thấy là người ta hay dùng cái câu là how's the weather? Or how's the weather today? How's the weather? What's the weather like? Thời tiết như thế nào? What's the weather like? Như vậy có hai câu mà các bạn hay dùng để hỏi về thời tiết. What's the weather like? Và how's the weather? Ví dụ con muốn hỏi hôm nay thì con thêm là today. Okay? Để cô viết lại cái câu đấy. Me write again. Oh, wait guys. Sao cô không thấy cái chỗ của mình? Okay. Let me write in the chat box. Okay, let me write in the chat box. How's the weather? Là các bạn thấy rồi đúng không? You guys can look at the picture. You guys can see how's the weather. Or you guys can ask, what's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Two ways to ask. Okay, two ways to ask. Mm-hmm. Và ở đây ngoài những cái mà tụi con đã học thì tụi con thấy là nó còn có một số cái từ gì nữa. Clear thì là ý là trời trong xanh. Trời trong xanh thì tụi con có thể dùng là clear. Ví dụ câu hỏi là what's the weather like? Thì các bạn có thể nói là it's clear. Trời rất là trong xanh, rất là đẹp. Hoặc là calm có nghĩa là trời không có gió. Các bạn thấy hai cái hình nó để kế bên, một bên là windy và một bên là calm á. Calm có nghĩa là tịnh gió, lặng gió, không có gió. Okay. Hot, cold nè. Hoặc là mình có cái chữ humid. Humid, người ta hay đi chung một cái vế hot and humid. Ví dụ như in Ho Chi Minh City it's hot and humid today. Ở Ho Chi Minh City thì trời rất là nóng và ẩm, nóng ẩm đó, hay đi chung với nhau, nóng với lại ẩm. Và cuối cùng thì mình có cái chữ dry. Dry có nghĩa là khô, trời khô càng như thế nào đó, nóng mà khô mà không chảy mồ hôi rất là nhiều đó, mình có chữ dry. Okay, trời mà nắng mà nó khô hạn. Trời khô hạn, dry. Như vậy đây là những cái từ mà mình có thể dùng cho cái câu hỏi how's the weather? What's the weather like? Okay? So, I think you guys know some of the words about the weather, right? Now let's do some quizzes. Mm-hmm. I think you guys are ready to do some quizzes, right? You guys are ready? Okay, not this one. Wait. Let me turn up this one. Let's do two. There are two quizzes to do for the weather. I will let you guys learn about Halloween for the next Saturday, okay? For the next Saturday, you guys are gonna learn about Halloween. Not like learning, just like we're gonna play some quizzes, we're gonna find out some information about the
We're going to find out information about the Halloween on Saturday. You guys know that this Sunday is Halloween, right? If you guys have costumes, you guys can dress up in the class. If you guys have costumes, bạn nào mà có trang phục á, các bạn có thể mặc vào trong cái bữa đó cho cô xem thử. I don't have costumes. I don't have Halloween costumes. Okay, guys, wait me, okay? Khi mà cô bấm vào cái chat box nó rất là lag cho nên là nó chưa có hiện ra. Cho nên các bạn đợi cô nha. Nếu mà bạn nào có thể search được cái quizzes thì các bạn có thể search và bấm cái mã ở trên cái màn hình của cô cũng được. Ok? Đúng rồi. Cô bấm vào cái chat box mà nó không có hiện ra, nó lắc quá, cô của bên cô nó chưa có hiện ra cái link. Sorry guys. Wait for me, okay, wait for me, bạn nào. What you guys are not. Bạn nào mà có cái link bạn có thể gửi cho các bạn cũng được. Okay guys, wait me a little bit. We're not gonna play Pluck It today, guys, because we already play Pluck It. We already play Pluck It on Monday. I told you guys we're gonna play Pluck It, then we're gonna play Foggy, có nghĩa là trời có sương mù đó Thảo, trời có sương mù. Okay. Bây giờ cô gửi. Các bạn đừng chat nữa nha. Các bạn đừng chat nữa nha. Bây giờ cô gửi cái link được rồi nè. Bây giờ các bạn đợi cô nè. Okay, I send you guys the link. Nó hơi chậm. Máy bên máy cô nó đang bị chậm. Cô enter cái link mà nó vẫn chưa qua. Okay, guys, you can see the link. You can see the link, right? Bạn nào mà nãy giờ chưa có search thì bây giờ các bạn bấm vào cho cô nha. Như cô đã nói là mình không có chơi Pluck It mỗi ngày được. Cô đã nói là có những bạn thích chơi Pluck It, có những bạn thích chơi Quizzes đúng không? Cho nên là mình sẽ chơi luân phiên. Hôm trước là mình đã chơi Pluck It rồi. We already play Pluck It on Monday, guys. So today is Wednesday. You guys have to play Quizzes. Then we're gonna go back to Pluck It on Saturday, okay? Okay, while waiting for your friends, I want to talk a little bit about the homework for the next day, okay? Thì bây giờ các bạn sẽ, cô sẽ nói trước về cái bài tập cho các bạn nhỉ. So we won't have any homework, but I want you guys to draw a picture about Halloween. Draw anything you guys like about Halloween, okay? Các bạn sẽ chuẩn bị cho cô một cái bức tranh mà các bạn vẽ về Halloween cho cô. Các con muốn vẽ cái gì cũng được, miễn là liên quan đến Halloween là được. Các con muốn vẽ cái gì cũng được, anything. Anything about Halloween, okay? Các bạn sẽ vẽ một bức tranh về Halloween nhưng mà các bạn sẽ không có nộp ở trên cái group kia nữa. Mà các bạn đợi cô, ngày mai cô sẽ gửi một cái Google form, một cái form thì cô sẽ cho các bạn điền tên với lại có cái chỗ để tụi con gửi, tụi con tải cái hình đó lên. Tụi con tải cái hình đó lên rồi tụi con nộp trong cái Google form cho cô. Đó, thì cô sẽ lưu những cái hình ảnh đấy lại, okay? Như vậy là mình sẽ không có homework cho ngày hôm sau, mà mình chỉ có làm gì? Draw a picture about Halloween. Thì cái này cô nói trước, ngày mai cô mới gửi cái link. Rồi các bạn chừng nào mà các bạn vẽ xong thì các bạn chụp hình lại, rồi các bạn lưu hình đó vào điện thoại hay máy tính gì đó. Khi mà các bạn vào cái link á, thì các bạn tải cái hình đó lên cái link cho cô, rồi điền cho cô họ tên của mình là được. Ok guys? Đấy là cô nói trước về cái homework của mình là như vậy đó. Rồi tụi con chỉ cần vẽ cho cô a picture. Draw a picture about Halloween, okay? So a lot of students, wow, 84 already. So a lot of you guys are in the room right now. Good job. So one more minute, okay? Có một vài bạn chưa vào đúng không? Thì bạn nào chưa vào thì tụi con vào nha. Hôm nay lớp mình cũng rất là đông đó. Nếu mà mình chơi Pluck It hôm nay là đâu có đủ chỗ cho các bạn chơi đâu. Okay, well done guys. I will start the game, okay? I will start the game, guys. Ready? I will start the game nha. Ở đây bạn nào mà vẫn đang nhìn màn hình của cô thì các con nhớ là quay lại, bấm cái link của mình á, cái link mà cô gửi thì các bạn quay lại cái link đó nha. Các bạn không có chơi ở màn hình của cô nha. Ở đây hôm nay có vài học sinh mới đúng không? Thì cô nói lại. Đó. Tụi con sẽ quay lại màn hình của tụi con đó, màn hình tụi con có cái link này nè. Oh, 85. Good job.
Anyone else? Các bạn nào nữa? Everyone else? I will start a game, guys. I will start a game right now. Chơi cái này thì cô không thông báo hạn được bởi vì hạn nó thay đổi liên tục. Continuously change. Try your best, everybody. Remember, try to correct, try to answer correctly and quickly. Các bạn phải được trả lời nhanh mà còn phải đúng nữa. Okay? Đang ở hạng nhất rất là lâu rồi nè. Đó. Rank 1 is Nam Bình right now. Hà right after you. Hà right after you. Then Hải Bằng. Third place. Then Hải Đăng. Hải Đăng và Hải Bằng là đang hạng 3, hạng 4 nè. Hạng 3, hạng 4. Hà, you are in the top 1 right now. Try your best, everybody. Try your best, okay? The game will end in the next 1 minute. Okay, one more minute for you guys. One more minute. The last minute. Try to answer correctly and quickly. Okay, guys, the last minute. The last minute only. Thank you.
All done. Okay. Now let's see who was in the first place. I remember it's Hai Bang, right? I think it's Hai Bang. It's a little bit slow. Hôm nay cái zoom hay là cái máy của cô nó hơi chậm một xíu. Good job. Well done. Yes, it's you. Hai Bang, well done. Congratulations. You have a lot of correct answers, right? Good job. Well done. So you rank first. À, ở đây thì các bạn thấy là các bạn có cái phần trăm làm bài đúng giống nhau nè, nhưng mà mình có cái điểm ít hơn. Mình có điểm ít hơn một xíu. Ví dụ như Hà nè, Hà kém bạn Bang 100 điểm. À, cho nên là you rank second. Okay, and Hải Bang, you are the winner of the game today. Well done. This one is quite easy, right? This one is quite easy. Cái bài này cũng khá là dễ, đúng không guys? Everybody? I think it's quite easy. Most of you have a lot of correct answers. For example, this one. Just look at the picture, right? Look at the picture. How's the weather? So look at this. This is a tree, right? You guys know it is windy. You guys will know this is windy, right? Oh, about this one, I think you guys just need to look at the picture. Cái này là cô nghĩ là các bạn nhìn, các bạn chỉ cần nhớ cho cô những cái từ này là gì rồi các bạn nhìn hình là các bạn sẽ đoán ra được thôi, đúng không? Đó. À, ví dụ cái này mình cũng phải nhìn hình. Oh no, I can't go out to play. Không thể ra ngoài chơi được bởi vì sao? It's rainy. Bởi vì trời mưa mất tiêu rồi. You guys look at this one. It's rainy, right? Hooray, let's play. Thì thường thì nếu mà trời như thế nào thì mình sẽ hay ra ngoài chơi. Mình hay ra ngoài chơi đó. Đó, thì mình có cái câu hỏi ở đây cũng quite easy, right? Good job, everyone. Just look at the picture. Now, this one. Let's do one more quiz, okay? Cái này là nó đều là những cái từ mà hồi nãy giờ tụi con đã học. Còn bây giờ mình sẽ làm một cái quiz khác. Let's do another quiz. And let's see who will be the winner. Is it still Hải Bang or will be someone else? Okay, guys, wait for me. If you guys can join in, you guys can join in by the ID here, okay? Cái câu hồi nãy các bạn thấy là cái câu hỏi của mình nó đều hỏi là how's the weather hoặc là what's the weather like, thì cái đấy là cái cách để tụi con hỏi đó. Bạn nào mà có thể vào cái quizzes thì các bạn vào giúp cô nha, bởi vì cái bên cô nó hơi bị lắc cho nên là cô chưa có gửi cái link vào được. Okay, good job guys. I can see that you guys are joining in the class. Well done. A lot. Okay, we're just gonna find out some information about Halloween. Okay, I will let you guys watch some short videos about Halloween, and then I want you guys to draw a picture about Halloween. Okay, please draw a picture about Halloween. Then I will send you guys a link in the Zalo group. Uh-huh. Then you guys gonna turn in the drawing. Thì các bạn sẽ cô sẽ gửi cho các bạn một ngày mai, có thể là từ ngày mai, bởi vì các bạn cũng cần thời gian vẽ, đúng không? Các bạn không cần phải nộp nhanh đâu. Các bạn cứ khi nào xong thì các bạn nộp cho cô. Khi nào mà xong thì các bạn nộp cho cô nha. Các bạn có thể thấy là thầy Vương vừa mới gửi cho tụi con cái link, đúng không?